Trường Trung học Phổ thông Trương Văn An, huyện Phú Tân cũng vừa tổ chức vòng chung kết hội thi ca múa nhạc kịch chào mừng kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 và 45 năm thành lập trường. Tham gia vòng chung kết hội thi có 22 tiết mục xuất sắc ở các thể loại gồm đơn ca, song ca, tấp ca, múa, nhảy hiện đại, tiểu phẩm được tuyển chọn từ 60 tiết mục ở các vòng sơ tuyển của các khối lớp 10, 11, 12 của trường. Chủ đề các tiết mục ca ngợi quê hương đất nước, tình cảm gia đình, công ơn thầy cô, kỷ niệm với mái trường, bạn bè được dàn dựng công phu, thu hút đông đảo học sinh, giáo viên và phụ huynh đến xem và cổ vũ. Hội thi thực sự là sân chơi bổ ích, vui tươi lành mạnh, vừa góp phần phát triển kỹ năng cho đoàn viên thanh niên, vừa thực hiện phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực do Bộ Giáo dục Đào tạo phát động. Đến dự lễ kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và 45 năm thành lập trường Trung học Phổ thông Chu Văn An, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Tân Lê Nguyên Châu mong muốn thầy và trò nhà trường tiếp tục tạo môi trường cho học sinh phát triển toàn diện, làm tốt công tác giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho quê hương đất nước. Dịp này, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân tỉnh trao tặng bằng khen cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Tân gửi tặng trường 5 màn hình LED phục vụ công tác giảng dạy trị giá trên 67 triệu đồng.